Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh tuyền trung thủy ngày Ất Dậu, tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm tuyền trung thủy kỵ tuổi, kỵ mão, đinh mão, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim Cục, xung với Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức Hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng; sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc; sao Nguyệt Giải, tốt mọi việc; sao Yếu In, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi; sao Tam Hợp, tốt mọi việc; sao Dân Nhật, thời Đức, tốt mọi việc; sao Sát Cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc; sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà; sao Đại Hao, tự khí, quan phú, xấu mọi việc; sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành; sao Chu Tước Hắc Đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tý đang phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tương phá. Chính vì vậy mà bạn mệnh tuổi Tý cần phải hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở phía sau lưng bạn và gây trở ngại cho bạn trong công việc. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Tý, chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mà mình đang làm thì bạn cũng không nên quá lo lắng sai sót hoặc là bị thất bại. Mọi người xung quanh đều hiểu là bạn là người như thế nào và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ của những kẻ tiểu nhân cả. Trong ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán có thể nhận được một mức lương dồi dào xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và đây là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim hết sức cẩn thận khi làm việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cẩn thận kẻo bị kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ
nhận được tiền thưởng hoặc là phần thưởng nhờ việc làm chăm chỉ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, không nên chi tiêu quá lãng phí, hãy có kế hoạch hơn về tài chính. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, cho nên với bạn tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh tuổi Sửu là người có tài lãnh đạo bẩm sinh và đó chính là nguyên nhân giúp cho bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công, chinh phục được đỉnh cao nữa rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu trong ngày này, nếu như bạn đứng trên cương vị cao thì cũng cần phải trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Bạn cần phải quan tâm tới nhân viên của mình, không nên độc đoán, chuyên quyền mà cần phải chú ý quan sát và tìm hiểu để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người. Từ đó, có cách phân công nhiệm vụ sao cho hợp lý hơn. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng khuya không quên dành thời gian cho gia đình của mình. Và bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, luôn luôn ủng hộ mình dù có bao nhiêu sóng gió xảy ra đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, tạo được uy tín với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, cần phải trò chuyện, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, luôn quan tâm tới người thân, gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, điềm tĩnh và chín chắn khi giải quyết công việc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có chính tài đỏ mệnh, cho nên với bạn tuổi Dần đang có được báo hiệu con đường tài lộc của bạn được sáng lạng trong ngày hôm nay. Ngày này, đối với những bạn làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, mang lại cho cả cửa hàng, doanh nghiệp của mình một khoản lợi khổng lồ. Trong ngày này, dù là ngày nghỉ, đối với những bạn làm công ăn lương, phải tăng ca, thì có thể sẽ được thượng nóng vì những ý kiến đóng góp từ trước đó của bạn đang có tác động tích cực cho đơn vị, cơ quan. Và từ giờ về sau, bạn cũng cần phải mạnh dạn và tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Bạn sẽ thăng tiến nhanh chóng hơn và trở thành người rất đáng kính nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Các chuyện tình cảm của bạn và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau về một số vấn đề nào đó trong cuộc sống. Bản mệnh tuổi Dần cần phải đặt mình vào vị trí của đối phương và suy nghĩ dưới một góc độ khác xem sao. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nhận được sự tôn trọng của người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, nhận được khoản tiền lợi nhuận khổng lồ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, được phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, dũng cảm bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, có thể vướng phải nhiều mâu thuẫn, xích mích với nửa kia.
Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 71, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu, và dù bạn là người thông minh, nhạy bén, tuy nhiên bạn lại quá chủ quan, kiêu ngạo, cho nên thường khăng khăng với ý kiến cá nhân và sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và với bạn tuổi Mão, bạn không thể bắt ép người khác phải nghe theo ý của mình, bởi mỗi người là một hoàn cảnh, một cách nhìn khác nhau. Nếu như muốn thuyết phục người khác thì bạn tuổi Mão cần phải trình bày quan điểm một cách thật hợp tình hợp lý, và bạn đừng có trở thành người không biết nghĩ cho người khác như vậy. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm trong ngày hôm nay. Bạn đóng cửa trái tim và thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội đến gần với mình nữa. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và linh cảm tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa quá kiêu ngạo vì tài năng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên bắt ép người khác làm theo quan điểm của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim hãy cởi mở hơn để người khác có cơ hội tới gần. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có nhị hợp phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng vì chưa xác định được hướng đi cho mình, cho nên bạn lại thường xuyên thiếu đi sự tự tin hay do dự, khó đưa ra được quyết định cuối cùng. Và trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, hôm nay vốn là một ngày rất thích hợp để cho bạn hợp tác. Vì thế, bạn mệnh nên mạnh dạn đưa ra những quyết định bắt tay với đối tác, đừng có chần chừ, do dự quá lâu khiến cho cơ hội thuộc về người khác. Bên cạnh đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp. Các chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm ổn định, bởi hai người thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau, và nhiều khi người ấy đã giúp cho bạn đưa ra được những hướng đi rất chính xác trước những lựa chọn khó khăn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ chưa xác định được điều mình thực sự muốn là gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Thổ đừng có chần chừ, do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim thích hợp để đưa ra các kế hoạch hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tình cảm vợ chồng ổn định, hai người thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 65, số 71, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tỵ sẽ đạt được nhiều thành công nếu như bạn đang theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu, khoa học. Và bạn tuổi Tỵ có thể dễ dàng chinh phục được người đối diện và khẳng định được giá trị của bản thân mình nhờ vào vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng của mình nữa. Bản mệnh tuổi Tỵ là người có tinh thần trách nhiệm cao, cho nên dễ được lòng lãnh đạo, dễ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Và để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần phải mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu những cái mới nữa. Tuy nhiên, ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ lại thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên vô duyên vô cớ trút giận những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết của mình như vậy. Và dù người ấy có khiến cho bạn không vừa ý đi chăng nữa thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên cái đã. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa khẳng định được vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ, không chịu thay đổi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy chú ý hợp tác với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 83, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn trong những mối quan hệ về tình cảm. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn mệnh cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định đến với một ai đó. Hai người cần phải có thêm nhiều thời gian hơn để chắc chắn về tình cảm của mình. Và ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, bản mệnh có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý của mình, có thể khiến cho bạn cảm thấy không hài lòng. Song bạn không nên vì thế mà sử dụng roi vọt để ép buộc con cái. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, bạn nên cẩn trọng trong công việc bởi kẻ tiểu nhân đang rình rập tìm cách để hạ bệ bạn. Khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn tuổi Ngọ nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, đừng có để cho lời nói của mình trở thành vũ khí để cho kẻ khác hãm hại mình, bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không nên áp đặt con cái làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa chú ý cách ăn nói để không đắc tội với người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện để hãm hại. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm gặp nhiều vướng mắc. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Mùi có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như nghệ thuật, khoa học, y học, dịch vụ nhờ có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên bản mệnh tuổi Mùi nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp
và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao trong tập thể. Ngoài ra, bạn cũng là người chăm chỉ hay tăng ca nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn chủ động và sáng tạo hơn, bạn hoàn toàn có thể mở rộng những lối đi riêng và phát triển theo hướng khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Mùi cũng cần phải hòa đồng với mọi người, chớ có tự cô lập bản thân mình. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang rất tốt đẹp. Mối quan hệ của bạn với gia đình có được sự hòa hợp và bạn tuổi Mùi luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời. Dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nên cởi mở với mọi người, không tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa mở lối đi riêng, phát triển theo hướng khác biệt với người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 67, số 96, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày Chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Với bạn tuổi Thân, nhờ sự thông minh và khéo léo bẩm sinh của mình, bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người ngay từ lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên. Sự nghiệp với bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này cũng có được những bước tiến rất thuận lợi nhờ cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Và nếu như bạn được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng cần phải cố gắng và phát huy khả năng của mình gấp nhiều lần so với trước đây. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày thích hợp để cho bạn cầu tài, ký kết hợp đồng. Vì vậy, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh, buôn bán, bạn có thể tiến hành hợp tác với đối tác khách hàng có triển vọng. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp có những bước tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, cố gắng phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, thích hợp mở rộng đầu tư, hợp tác làm ăn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 85, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này sẽ làm cho bạn trở nên nóng nảy và rất khó chịu. Và ngày này, nếu như ai nói hoặc là làm điều gì khiến cho bạn không vừa ý, bạn dễ dàng tranh chấp ngay. Và nếu không chú ý trong cách ăn nói, bạn cũng có thể vô tình gây tổn thương cho người khác nữa. Vì vậy, với bạn tuổi Dậu, trong ngày này cũng cần chú ý tới cách diễn đạt,
để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Bạn đừng quá tự kiêu cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn và có tư duy chỉ trích người khác, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc phải sai lầm mà không nhận ra đó thôi. Và với bạn tuổi Dậu, trong ngày Chủ nhật này, bạn cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, không nên quá tập trung vào một vấn đề nào đó mà bỏ lơ những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bạn có thể mắc phải những các bệnh như là gân cốt, cơ bắp hoặc là răng miệng. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nói năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên quá kiêu căng, tự mãn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 36, số 87, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tuất đang có điềm báo, bạn bước sang một ngày gặp đủ chuyện phức tạp do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại gây ra. Tuy nhiên, dù có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, bạn tuổi Tuất cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia cũng có thể đang có dấu hiệu bất ổn. Lúc này, bạn tuổi Tuất không nên lờ đi hay là lạnh nhạt, coi như không có việc gì, bởi làm như vậy chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên xa cách hơn. Bạn cần phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và nghĩ ra cách khắc phục ngay đi bạn tuổi Tuất nhé. Và hôm nay với bạn tuổi Tuất á, nếu có công việc cần phải xuất hành đi xa, bạn nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặt hái được nhiều may mắn và dễ thành công hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ không nên giữ những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng thờ ơ, lạnh nhạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cố gắng hết sức để khắc phục những vấn đề trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 69, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi, Chủ nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày Chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi với nửa kia đang rất êm ấm. Bạn tuổi Hợi, bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà vợ chồng ít khi mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì trong ngày Chủ nhật này, nhân duyên với những bạn khác giới khá chi là vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu và rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình ở nơi đó. Nếu như bạn tìm được người phù hợp với hình mẫu của mình đã đặt ra rồi, bạn cũng đừng có ngần ngại bắt chuyện với người ấy. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi đang có điềm báo, rất có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Với những khó khăn ở thời điểm hiện tại có thể là nguyên nhân khiến cho bạn muốn bỏ cuộc,
Tuy nhiên, bạn cũng cần phải nhớ rằng rút lui là chẳng bao giờ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất cho bạn cả. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không nên nghĩ tới việc bỏ cuộc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy đối diện vấn đề và tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.